Xin chào tất cả các bạn trên kênh YouTube và các mọi miền Tổ quốc nói chung và bạn Nguyễn Bá Hải nói riêng nhé. Hôm nay mình đến đây để bứt ổi để cho bạn ngâm rượu. Do ông chủ vườn không muốn lên sóng nên là ông chủ không muốn cho quay lên sóng. Đây là cây ổi đỏ, ổi đào này này. Hải ơi, Hải nhìn này. Dùng cái xào xong bắt đầu cho cái chai vào đấy để hái từng quả một nha em nhá. Đấy, đây này. Này xong rồi chọc quả ổi vào thì xong bắt đầu mới lại hất lên. Đấy, cái xào dài nó phải đến tầm gần 20 mét gì đấy. Đây là thành phẩm ông chủ đã bứt được đây rồi. Đấy, và đưa ra đủ các trò nào thì thang. Đấy, thang trèo nha. Mà đây là những cái quả chín là chị không lấy cho em đâu, chín bỏ đây. Đấy, thang trèo. Đấy. Đấy, em nhìn những quả ổi. Ổi mùa này nó không có sâu có roi đâu em nhá. Đây mình bóp cho các em xem này. Đấy, ổi đỏ nha, ổi đào ngon cực kỳ. Những quả này là mình ăn tươi mình vẫn ăn được đấy, nhưng mà ngâm rượu thì không nha. Đây này, đấy, ổi đào tuyệt vời, ngon tuyệt vời luôn. Thế và bây giờ mình ông chủ đây bảo là buổi sáng này trời nó sắp mưa rồi, thế hái ổi để ngâm rượu hay là tất cả các cái loại hoa quả gì mà ngâm rượu thì các bạn nên chọn trời nắng, đừng hái vào hôm trời mưa nhé. Nếu hái vào hôm trời mưa thì là quả của chúng ta, nguyên liệu của chúng ta nó sẽ không ngon. Và hai túi ổi này các bạn này. Đấy. Hải ơi, hai túi ổi là vừa tròn 10 kg nhé. Rồi chị lấy tất cho em và để cho em ngâm cho nó đủ, nhưng mà khả năng chị phải chọn bớt những cái quả chín này ra thì chị bảo ông chủ hái thêm một số quả xanh để bù vào. Những quả chín này chị sẽ lọc ra chị không lấy nhá. Những quả này là chị để ăn tươi thôi, tuy rằng bứt từ tận tay xuống nhưng mà chị để ăn tươi thôi. Chứ còn nếu mà ngâm rượu những quả này nó hay bị ủng, chị sẽ chọn cho em nhá. Vậy là hết cả một buổi sáng mới bứt được một yến ổi 10 kg ổi để ngâm rượu các bạn nhé. Còn đây là ổi chín mình lọc ra này, ổi này bây giờ chỉ có ăn tươi thôi, chứ còn nếu ngâm rượu thì là nó hay bị ủng. Và mình đã chọn được 10 kg ổi ương để cho bạn Nguyễn Bá Hải ngâm rượu nhá. Hải ơi, cái này bây giờ em về em nếu mà em cầu kỳ á thì em lấy rẻ em lau đi, bởi vì là bứt là người ta bứt từ trên cây xuống nó cũng không bật lắm đâu, nó có cái bụi, mà nếu không thì em sẽ rửa sạch đi, và xong rồi những cái núm này em sẽ lấy dao em gọt đi, những quả to này em bổ ra nhá, em bổ đôi ra thế, nhưng mà rửa xong em để thật khô ráo nước đi xong bắt đầu em mới làm nhá. Những quả to này em bổ đôi ra, còn những cái quả bé thì em để cả quả thì em để em gọt bỏ cái núm này đi, không sợ kiểu là kiến ấy. Ổi này nó là ổi hoang dã, ổi tự nhiên, không bọc biệt, không thuốc sâu, không gì cả. Em phải gọt bỏ cái núm này đi. Đấy, thì xong rồi là em mới đổ vào mà em cho vào trong bình, xong rồi em mới ngâm rượu, đổ rượu vào ngập ổi nha em nhá. Đấy, ổi này thì nó không nổi, thế nhưng mà em phải đổ ngập rượu vào. Thì dù bao nhiêu thì bao, em cũng phải đổ ngập vào. Ít nhất là tầm 3 đến 5 phân ngập bên trên chóc ổi nhá. Nhưng mà xin chào các bạn, mình đây mình đã chia sẻ với các bạn là cách lấy ổi và ngâm rượu ổi cho một bạn ở Hà Nội. Và bây giờ mình sẽ đóng thùng vào để mình mang mình gửi xe cho bạn. Nếu bạn nào có nhu cầu ổi ngâm rượu thì cứ alo cho mình, bởi vì bây giờ mình có một cây. Đấy. Cây ổi này của mình là hơn 40 năm tuổi các bạn nhé. Gốc của nó này.
Đấy. Nhưng mà cây nó rất là cao. Để mà lấy được quả ổi ở cái cây này thì rất là công phu. Đấy, trèo leo rồi thì là lấy xào, lấy giọ, lấy từng quả một các bạn ạ. Thì chúng ta ngâm rượu nó mới ngon. Cái loại ổi này đấy các bạn xem, không có bọc bìa, không có phun thuốc sâu thuốc xê gì cả, là mình cứ để cho nó tự nhiên, ổi nó mới thơm mà nó mới ngọt các bạn ạ. Chứ còn nếu mà các bạn bọc tre như cái ổi lai ấy, thì là cái quả ổi nó chua, nó xốp, tuy rằng nó không bị sâu bệnh gì đâu đấy, ra quả nào được quả đấy, thế nhưng mà nó sẽ không có cái vị ngọt như cái ổi tự nhiên này nha các bạn nhé. Và video của mình đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những chia sẻ tiếp theo.